Bộ phụ kiện chiến game siêu mật của Toriyama gồm có kích âm GS100, kích âm GS200 có màn hình hiển thị và chỉnh được thông số, tai nghe HyperX Cloud Airbuds 2, tai nghe Piva S5. Cả hai loại đều có thể nghe nhạc và chiến game siêu mượt. Jack DS7 có 7 cổng giúp cho thiết bị có thể dùng thẳng mạng LAN, không lo bị giật lag như khi dùng Wi-Fi và có thể cắm được cả kích âm. Ốp iPad Pro 11 inch có đường sạc sẽ dẫn xuống dưới, tránh tình trạng tì tay làm hỏng dây cáp sạc. Bề mặt nhám dễ cầm, thoáng khí và có khoảng trống để gắn sò lạnh. Cáp chữ L dành cho những bạn không thích dùng ốp hoặc máy không dùng được ốp và tránh tình trạng dây cáp bị hỏng do tì tay vào. Sò lạnh thì gồm có 4 loại, hai loại đầu tiên là dùng cho iPad lẫn điện thoại, đó là GT29 cùng có 3 chế độ. HB5 cũng có 3 chế độ, con này cực khỏe và đẹp. Có thể dùng miếng dán, dùng đai hoặc là tự hút. Điện thoại thì có BD7 dạng kẹp dành cho những máy không có tính năng tự hút. Tiếp theo là BX7 tự hút dành cho những máy có tính năng tự hút. BD7 và BX7 là hai con sò lạnh tốt nhất dành cho điện thoại bởi vì nó có tính năng tản nhiệt cả CPU. Chơi game vừa sạc vừa nghe thì chúng ta sẽ có jack Lightning dành cho điện thoại như là iPhone và jack Type-C dành cho những thiết bị dùng chân sạc Type-C. Hai jack đều sử dụng chân tai nghe 3.5 và chiến thần bao tay Piva. Bao tay được bọc bằng sợi bạc nên cảm ứng rất nhạy, mỏng và thoáng khí. Một hộp gồm có 5 đôi. Anh em đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số Zalo 0343029668. Chắc mất bò á. Hoặc mất anh Tùng. Kiểu gì cũng mất anh Tùng cho mà xem. Coi lại gì ơi. Mà chạm. Xe. Ui, mọi người bắn. Đâm nó luôn. Có nha. Lên chưa? Chưa đâu. Ui, hồi vẫn không ăn được. Chủ ơi, kiều đây vẫn không ăn được khẩu. Nó hiện lên liền. Tên nó hiện. Đâu rồi? Trời ơi, bò em bị gì vậy? Em có vẻ hưng phấn với cái tên đó với nhập bò nha. Bắn giải rồi. Rồi. Thằng có một thằng cái gốc cây này nè. Nãy em bắn nó từ đầu luôn á. Không phải. Rồi, nó luôn. Đấy còn kìa. Thằng đấy xa lắm không gạt được đâu. Rồi ráng luôn. Lấy xe này nha. Chạy vậy luôn. Ủa. Chứ có ai bắn đâu em. Nó vỡ đầu rồi. Kệ nó đứng nhìn kìa mà nó đi anh Tùng. Còn đâu này. Bắn đâu của xa. Cảm ơn Thảo Phân, cảm ơn Trang, cảm ơn Diệu Quỳnh nha. Đồng đội tới đón chị ơi, đồng đội tới đón đấy. Đây này, góc này này. Bò ơi, em chờ cái này nè. Đừng đâu bên em ơi. Dễ hả? Nãy thấy con thằng ở đây nè, núp ở đây nè. Không trúng cái nào. Chặn bò nó, chặn bò nó. Ok. Mày chạy đi đâu hả thằng này? Em. Ai? Đổi xe đi. Em. Rồi. Nốc. Hôm nay chỉ gạt được em à. Em không gạt được rồi. Ok. Rồi nốc thằng trên đấy chị ơi. Nhưng mà xa lắm, nó ăn mạng xa. Ừ, chỗ này không ổn mà. Ê, từ, cứ giữ ở đây đi. Từ điểm giam bắn thằng này đã. Có nhìn được cho em không? Mà hai anh ơi. Đi. Hay luôn. Rồi gạt thằng chỗ khó nhá, vẫn còn đấy. Nóc trên đá. Trời luôn, nó bắn lâu quá. Rồi, lia. Rồi, lia. Cắt. Ui dồi, nó vẫn gạt ạ. Em thấy. Ủa, nó lại ai á? Ai rồi, trái. Sao anh còn máu đi. Ui, đã đi phải rồi. Ôi, thằng này bắn ghê thế. Ai à, tôi chạy. Ủa, chị ơi. Quả gì nhỉ? Chạy. Thằng kia yếu vậy chứ. Rồi, đâu. Đúng rồi, thằng này yếu ấy. Rồi, nó còn đá, nó mua này, còn một thằng nữa. Thằng yếu rồi. Nét vô là chết. Rồi, hai. Trời ơi, bắn một game mà nó chơi 10 game vậy. Ai, đâu. Anh giữ ai đâu. Nhà này của em. Đó, vui sướng này. Ôi dồi ôi,
Mà nếu mà tao... Có thằng mới nhảy xuống nè mọi người. Ủa, này bị gì? Nó một, còn một thằng nữa. Đây nữa nè. Bớ, đây nè. Mọi người bắn của gì em xuống em chơi luôn hai thằng này. Té luôn vậy. Chơi ok chạy. Chơi qua chơi qua chơi. Bắn đi bắn đi bắn đi. Chạy vô lên. Bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi. Bắn đi bắn cùng ơi. Bắn đi. Gà 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 gà. Tí mình đi kìa. Rồi hết. Liệu. Chắc cũng tìm rồi. Cũng sợ ấy. Phải xuống chơi luôn. Hay, ngoài ơi. Nó vừa ngồi em xong ấy. Nấp thằng này. Đấy là đi anh kia. Rồi, đâu? Nấp ngoài. Còn đô hai. Lên đi bỏ. Nhìn nhìn cho em đi, nhìn máu em đi mà đòi lên. Lên giùm đi. Sợ cái gì hết lên. Game mà sợ. Gì rồi, vậy? Xong. Liền. Tôi đang đông lên nguyên cái bom gần như xéo vô mang tay luôn mà. Nó về xe kìa. Rồi, đúng hai rồi. Lên. Đúng hai rồi đấy. Đúng hai yếu một đây đang cứu. Em thấy một thằng nhảy trái đây. Help. Ở trái nhá. Ủa chứ bạn em. Rồi, lên tên này, lên tên này. Lên xe cho anh. Lên. Bỏ. Cắn đi. Yên tâm, nó không bắn được đâu. Nó có để chứ. Tao đi ấy được. Mày nè. Dồn bom nó. Sấy lắm nè. Mày chết nè. Mày nè. Hết phim. Yeah. Rồi. Dữ quá. Con lợn này. Ngân này. Dạ. Sao vậy anh? Ôi đánh đắm à. Ui rồi chị Ngân kìa. Anh Tùng bị đánh đắm rồi chị. Em nói thật, em chưa giờ thấy con mà gãy ông đập lưng ông nó đúng. Anh cũng nghĩ vậy đó. Em tin nhậu đấy mà, em tin nhậu ấy. Không có ngủ nữa. Đấy anh xem. Ném bom thằng bên trái đó. Đây rồi. Rồi nó bên trái. Anh không qua được thằng kia rồi. Anh nó cover tốt quá. Đâu rồi? Xe đẩy đây. Xe Bucky. Đầu anh ơi. Đấy một đầu. Đây này, nó vừa đỗ chỗ này, đoạn này này. Hay. Rồi, còn một thằng đi bắt kia trên đấy thôi. Rồi, hết. Ôi. Ôi giời ơi. We are the best. Trời. Được, lại được. Đông ấy, chỗ này đông ấy. Tôi chỉ kia đâu rồi. Bên đường có nha, bên đường có. Xuống. Xuống muộn là chết. Không có thằng đấy. Không có thằng đấy. Ui, thằng kia anh bắn điếu lắm rồi. Nhà xanh, một thằng nhà xanh. Ừ, thằng này anh bắn điếu lắm rồi. Đang chạy này. Bên đường nữa. Mọi người đi họp nhau để phát thiệt mời á, nên kiểu đi lấy thiệt á. Lục. Nhưng mà hôm qua nó một thằng bé đó là bên, có thiệt. Là này nhá, nó một thằng ở đây. Đi tôi nè. Nó một rồi. Lục. Em ổn không?
đẩy em nè. Tình người em. Ôi bom. Ui giời, có bom ạ. Chịu rồi. Ai vậy? Thằng này núp đâu nhỉ? Ui. Đây rồi, chết đây. À, ghê ghê nha. Ghê. Chờ lại, chờ lại. Sợ nhát xui. Máu anh Tony, máu anh. Đường lên lên hầm ấy. Chạy nhanh lên, không sau đó móc mình chết. Nó chạy, xe nó chạy, xe nó cũng đang vào bo ở đường lên hầm được. Nó chặn bo là mình cũng mồm ấy. Ô bọn này nó ra trên mình này. Chặn bo ngu này. Bọn này đấy. Tại nó không hiểu tại sao nó lại đi xe quả chặn kiểu đấy thế cơ. Đã qua này. Có một thằng chạy giữa đồng này. Lầm là chết. Thái lọ. Gạt hộ này. Thái lọ thái rau. Watch out. Có ra bài với là mũ ba hỏng tí xe để. Xe để anh ơi. Xe để anh em mình để luôn thằng đấy. Ba viên. Ừ. Chơi luôn. Bom. Ủa. 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 Cố lên ngợi hay. Không hề. Nghe cái thằng này nó cứ đuôi cái trời như này. Cứu đi. Từ từ, bắn nó một thằng nữa. Cứu. Anh thấy rồi. Rồi, nó một thằng rồi. Nó chừng nó kê. Smoke ra này. Smoke rồi. Thằng đấy rào rồi. Nó ra rồi. Một thằng châm máu ở đây luôn. Rồi, hầm chết, hầm chết. Đây. Nghe rồi. Tiếng chân đi rồi. Trong mặt anh này. Rồi, chết. Rồi, xong. Còn một thằng sao, mà tận bắn qua vờ. Cứu anh ta. Ôi, tổng bảo bao được không? Thấy nhờ. Bọn này cứu nhau xong rồi. Cho mày có bom, xem mày sống được không? Sống làm sao được. We're yeah. The best. Hết phim. Đang đêm mới trận cuối luôn, mới trận đi. Có khi vẫn lên kịp ấy. Khó si ấy. Không có ai, lại clear tiếp. Đi như này mình đi quét được. Nhặt tay nghe xong rồi đi. Ê. Chơi luôn. Quá nhà. Nhà cạnh có. Nhà cạnh có nhờ. Yên tâm. Sẽ có mạng em ạ. Có một dòng buồn em ạ. Nó lầm. Hay. Nè này này. Là kính. Mày này rồi đâu. Ding ding ding. Ủa bắn đâu ạ. Bằng mạng mạng em ơi. Có thằng ngoài giờ. Thấy rồi. Nóc một này. Nóc nữa rồi. Mày mắc xe nha. Còn thằng bạn nó ui tụi nó đâm xe qua như đi. Có xe phía bên phải vừa ấy đâu mày. Một. Này nó ao bò này. Ui. Nóc màu qua này. Cứu tụi em đây. Nóc màu bên đó rồi, nóc màu bên này. Lên xe đi luôn nha anh, lên xe em có thật. Sau lưng. Đợi tí. Nhà cũ. Mới thấy một sai. Rồi sau lưng chết. Chết luôn. Đi vô tù ạ. Nè, ráng giúp em. Đầu em, mát quá. Có một.
Ui, dưới nhà vẫn có kìa. Thằng kia yếu rồi này. Để cho nó có bom rồi. Ôi, trời ơi, hết đạn. Lấy xe. Rồi, lìa. Lìa. Còn dưới kia thôi, dưới đồng, Hai tầng ở đây. Đây là nhà nè, mịn nè. Ngồi ngủ nước nữa chứ. Lốc. Xong rồi cho. Ui giời ơi, vậy là còn thằng bên chỗ xe nổ thôi. Còn thằng nữa à? Rồi, hết. Người đàn ông ta chính là anh. Có khi vẫn lên kịp ấy, trận sau lên. Tụi nó bày trẻ. Chó lợn này. Trận này top 1 là lên. Có súng qua lỗ luôn đây. Qua lỗ nó. Cho em. Được chưa? Đi. Khoan. Ở bên phải. Vẫn ngồi trên xe à bạn? Mày này. Lũ. Xe xuống rồi. Lúc 2. Ôi mẹ, tụi này bị điên à. Hay quá. Ôi. Nghe nó đâm kiểu gì á. Ôi. Kin của em, kin của em. Ném đi. Ôi giời ơi, tụng ăn kìa. Ok. Anh. Thế. Đúng đây nè. Chết đó, chết đó. Rồi. Hay quá. Anh Tùng nè. Anh Tùng làm gì vậy? Tùng ơi. Dính lửa em rồi đó. Rồi đâu. Nghe nói đắt hay luôn rồi. Còn chiếc cái bộ sau lưng nữa anh à. Chơi luôn. À mày xuống nước à, mày chết. Khủng nè. Bên kia có kìa. Sau lưng bắn nha. Từ từ đánh qua đây đã. Trên đồi một viên này. Rồi. Coi chừng như này này. Mày ở dưới nước là nhìn thấy hết. Núp làm sao được mày. Trên này còn không hả? Trên này còn không? Rồi tới, mép bo luôn anh ơi. Ui. Phải có anh ơi. Phải có. Rồi. Nghe rồi, lên chưa? Lên chưa? Vẫn chưa lên, còn một. Thôi. Còn thằng có cây nữa. Rồi, hết phi. Trời ơi. Ê, chạy lại lên rồi. Vẫn kịp. Dương sức lên luôn rồi. Quay, tưởng 4 kill mà 13 kill à, ráng nha anh ơi. Mày qua vẫn anh kịp. Đúng trận cuối. Yeah. Quay. Quá đã luôn. Anh vô lại à? Anh gì đây, nghỉ đây. Được. Ok. Để test cái sao. Ok. Đấy. KD 7.59 hơn ARK cầy cho khách. ARK cầy cho khách là 6 chấm mấy ý. Còn ARK đối tác là 7.59 anh em ạ. Có tôm, ô vẫn có tôm này, tài nhỉ.
nhạc UC cũng như là mua phụ kiện để chiến game Sung Mật thì liên hệ qua số Zalo 0343 02 9668. Anh em mua bán nạc thì qua shop của mình là todisama.net nha anh em.